Hello, xin chào các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Nhân TV ha. Hôm nay thì mình có nhận được một cái video của một bạn có nick ở trên Zalo á, là bạn Bông Bông. Bạn này là bạn có mua một số những cái chậu dâu mà đã có quả, có hoa các bạn nhá. Thì bạn có nhắn tin cho mình là bạn rất lo lắng là không biết là chăm sóc thế nào. Thì sau khi mà các bạn xem một đoạn video á thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Đấy, thì các bạn xem một đoạn video của bạn Bông Bông gửi cho bà cho mình đây. Rồi thì các bạn vừa xem cái đoạn video đó, thì hôm nay mình sẽ vừa quay cái dâu của nhà mình rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Mình ngồi chỗ này nói chuyện với các bạn luôn. Tức là khi mà các bạn mà mua một cái chậu dâu tây về nhá, thường thì nó có hoa có quả đúng không các bạn? Thế thì các bạn phải nhìn xem là nếu như mà tất cả những cái chậu dâu mà nó ổn định như thế này các bạn này. Đầu tiên là mình nói là nếu cái chậu dâu ổn định, ví dụ như như cái chậu này, ví dụ như nó hoa có quả này các bạn nhá. Đấy, nó có hoa có quả như thế này. Thì các bạn cứ để nguyên cho mình và các bạn chỉ cần dọn những cái quả dập, cái hoa cái lá bị dập, rồi sau đó các bạn tiếp tục chăm sóc các bạn nhé. Đấy, các bạn nhắc lại, mình nhắc lại, nếu như mà nó ổn định như thế này này mà người ta trồng trong chậu thì các bạn cứ để nguyên hoa quả dập, ví dụ như là cái quả mà nó tiềm năng hay là như thế nào đó, thì mình nghĩ là quá trình vận chuyển thì nó sẽ bị dập nát, hoặc những cái lá bệnh, lá sầu úa thì các bạn cứ nhặt đi cho mình nhá. Các bạn dọn sạch đi, để lại lá nõn, nó một vài những cái lá bên trong nó đang còn đẹp đẹp lành lành thì các bạn để nguyên và các bạn tiếp tục chăm sóc. Còn lại tất cả những các cái dâu mà các bạn mua về các bạn nhá, mà đặc biệt là những cái dâu mà người ta bứng ở dưới đất, bạn Bông Bông chú ý nhá, họ bứng ở dưới đất lên thì đều nó bị tác động vào rễ các bạn nhá. Tất cả những cái cây dâu mà bị tác động vào rễ đồng nghĩa với cái việc là cái rễ dâu nó đang bị tổn thương, nó chưa có rễ mới, và nó chưa có rễ mới nó buộc phải lấy những chất dinh dưỡng ở trong cái cây dâu để nó nuôi hoa nuôi quả các bạn nhớ nhé. Và ngay tức khắc thì cái hoa của các bạn nó không có đủ nhiều chất dinh dưỡng, cũng là chất dinh dưỡng nó phải trao đổi đúng không ạ, nó quang hợp và lá nhưng mà nó hút chất dinh dưỡng trong đất. Nhưng cái quá trình mà họ đào lên, họ đào lên mặc dù là cái cây nó vẫn sống, nhưng mà các bạn phải biết rằng là cái cây nó đang vắt kiệt sức, nó nuôi hoa nuôi quả, làm cho cái cây của chúng ta kiệt sức đi. Cho nên là các bạn là phải lưu ý giúp mình là các bạn muốn nhanh thì phải chậm, có nghĩa là các bạn phải lập tức trồng lại cây dâu tây. Nếu mà cái cây của các bạn mà đang có bầu thì nó có một cái lượng rễ cơ bản, lượng ít thôi các bạn nhá, nhưng chắc chắn là các bạn không thể để nguyên bản hoa quả ở trong cái cây dâu của các bạn rồi các bạn để mà các bạn chăm các bạn lấy quả được. Mình đảm bảo với các bạn nó rất là lâu và nó kiệt sức, và thậm chí có khi là cây dâu nó còn bị hỏng luôn. Bạn Mong Mong chú ý giúp mình nhá. Bởi vì bạn đã gửi cái video cho mình là mình thấy là bạn mua dâu, nhưng mà nói chung là cái chỗ này thì họ đóng dâu cũng, họ đào bứng cũng rất là ok. Nhưng mà mình nhắc lại các bạn là muốn nhanh phải chậm. Các bạn cứ khi mà cái bầu người ta gửi đi á, người ta thường nắm cho nó chắc lại các bạn nhá. Mình thấy có cái bầu, mình sẽ đem tiến hành mình dùng cái cây ấy, mình xuyên qua, mình lắc lắc nhẹ cho cái bầu nó, các bạn cứ cảm giác là cái bầu nó bị cái bầu cho nó lỏng ra. Nó lỏng ra thì cái môi trường đấy thì cái rễ bắt đầu nó mới bắn ra, cái rễ mới các bạn nhá. Còn cái đóng cái cục đất mà hiểu đất, mình thấy đất đỏ đó, nó cứ ngắc lại thì cái rễ nó không có chui ra được. Mà các bạn biết rồi ha, bộ rễ là linh hồn của cây, mà rễ mà nó không phát triển được thì đồng nghĩa với cái việc là cái dâu nó cũng không phát triển được. Và mình thì mình chỉ có bằng cái cảm giác là nhìn qua hình ảnh thôi, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Thì các bạn không biết là các bạn có cái đồng quan điểm với mình không, nhưng mà mình khẳng định với các bạn là đừng có tham. Hoa quả rồi nó sẽ ra các bạn nhá. Đấy, hoa quả nó sẽ ra. Giờ thì các bạn cứ dọn đi, cái dọn khi mà cái dâu mua về có hoa có quả thì các bạn cũng đừng có tham lắm.
trừ trường hợp các bạn nhé, cái cây dâu nó đang ổn định như này này, nhưng mà mình cứu sao mình lại nói với các bạn là phải dọn, bởi vì thực chất là khi cái bộ rễ mà nó đã bị ảnh hưởng rồi các bạn nhé, thì các bạn nên phục hồi lại bộ rễ, các bạn hiểu không? À, phục hồi bộ rễ. Vậy thì nó phải cần một thời gian, nó cần một thời gian ngắn ngắn, vì cái bầu nó ổn định rồi thì nó ngắn ngắn, có nghĩa là các bạn phải cần một một vài tuần, mình nghĩ là một vài tuần thì là nửa tháng thì cái bộ rễ nó phát triển lại, và khi đó thì nó bắt đầu nó phân hóa mầm hoa trở lại, bởi vì đang mùa dâu cho nên các bạn cũng không phải đáng lo ngại ha. Đấy, chỉ có sợ là các bạn để nhưng mà chúng ta tham nhưng mà lại hoa nhưng mà nó không hiệu quả, nó không có cái nó thụ phấn không tốt, nó thụ phấn được nhưng mà các bạn biết là cái chất dinh dưỡng ở trong cái bộ rễ nó trong cái đất, cái rễ nó không được được tốt, thì cái hoa nó nhiều hay sai chăng nữa thì vẫn là cái kết quả vẫn là xấu, cho nên là thôi chúng ta hãy chọn cách là chậm các bạn nhá. Còn các bạn mà có cái công thức hay hoặc là cái mẹo hay thì các bạn cũng cứ thực hiện, còn riêng mình là như vậy, khi các bạn trồng mà nó có hoa có quả là các bạn cứ phải bỏ, mình làm quan điểm của mình là mình bỏ hết, mình trồng lại các bạn nhá. Trồng lại không phải là ví dụ như là cây nó yếu quá thì chúng ta cắt cọc lá, còn nếu như cái cây mà kiểu mà nó đang còn khỏe thì vì cái hoa cái quả là mình để lại mấy cái lá tươi, cũng nghĩa là mình để cho có cảm giác mình nó đẹp thôi, chứ còn thật sự nó thật với các bạn là phải kiểu gì cũng phải để phục hồi lại, còn không thì nói thật với các bạn là đều phải trồng lại, bởi vì nó cây có vững thì gốc có vững thì cây mới bền, gốc có nghĩa là người ta nói là cái bộ rễ nó có ok á thì cái cây nó mới bắt đầu nó phát triển, cho nên các bạn lưu ý giúp mình nhá. Thì không biết là mình nói thế này có đã bạn bung bông rồi, anh chị các bạn có đã hiểu ra cái video này, cái nội dung này chưa, nhưng mình nghĩ là các bạn nên theo cái hướng như vậy. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu như các bạn mà có cái ý kiến hay hoặc là các bạn có thắc mắc gì nữa thì các bạn cứ làm nhá, nói chung là cũng không nên sợ hãi, các bạn cứ làm thì cứ mọi thứ nó như một cái cuộc chơi thôi, nói thật với các bạn ạ. Các bạn kiên trì, nhưng mà thật ra thì phải có một cái kiến thức, rồi hai nữa là các bạn chịu khó lắng nghe ha, rồi chúng ta sẽ làm và sẽ có thành công thôi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bạn đã xem video, và đặc biệt là mình biết là cái mùa này thì dâu tây nó đang là cái mùa khá là rộ, và các bạn đã và đang mua dâu về trồng rất là nhiều, nhưng mình nghĩ là các bạn nên có kiến thức, chứ đừng có kiểu thấy dâu người ta đẹp mà các bạn mua về hoa quả về trồng. Mình khuyên các bạn là nên hãy mua những cái chậu ổn định các bạn nhá. Đấy, chứ còn không thì phải chấp nhận là chúng ta muốn nhanh thì phải chậm, chậm có nghĩa là chúng ta phải trồng phục hồi lại một thời gian ha các bạn nhé. Đấy, thì nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cái niềm vui và cái đam mê của mình cho nhiều người, thì các bạn sẽ có động lực và thành công hơn. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn, và chúc các bạn luôn sức khỏe và thành công trong cuộc sống, và đặc biệt là hãy thận trọng, rất thận trọng trong mùa Covid các bạn nhé. Nói chung là bây giờ nó rất là phức tạp đấy, cho nên các bạn nhớ lưu ý nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye ha.